Ừ, quý vị ơi, ở đây có rất là nhiều ca sĩ mà Minnesota đây nè, mà giọng ca là rất là hay. Thì hôm nay thì có rất là nhiều người yêu cầu Đăng Nguyên hát với Phương Thảo hả? Bài hát được mang tựa đề là Nhớ Người Yêu. Đúng quý vị? Xin quý vị cho Phương Thảo một tràng vỗ tay. Lần đầu tiên hát với người đẹp, thường thường hát với người đẹp Đăng Nguyên rung lắm. Wow! Đẹp quá, trời lành quá cho anh ôm nha. Phương Thảo rất vui được trở lại gặp quý vị. Và mình xong ca. Xong ca để anh bỏ cái này xuống. Lần đầu tiên hát mà chưa giật nữa quý vị ơi. Hơi bị run. Thức trọn đêm nay để nhớ thương em, anh nghe tình yêu nhắc nhở em đêm, nhớ từng nụ cười ánh mắt, nhớ lời ngọt ngào âu yếm tóc em, thơm giấc ngủ dịu. Biết giờ này em có nhớ anh không? Có nghe tình yêu thức dậy trong lòng? Đến từng màu thời gian đến, bóng hình người mình yêu mến. Ôi nhớ gì hơn nhớ người yêu. Em anh thì rất chân thành, ước nguyện trong đời yêu em chứ đừng giận hờn anh nhé. Em ơi đừng bao giờ nói chia lìa, sẽ là tội nghiệp anh lắm đã thương nhau chưa vô tình nhau. Thức trọn đêm nay để nhớ thương em, sương rơi lạnh cấm cảnh vật im lìm. Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vách, hai đứa mình thức trắng đêm quên. Quý vị thấy Phương Thảo hát hay không quý vị? Minnesota, em ở đây hả? Sao nhiều con gái đẹp ở đây quá vậy ta? Lạnh cấm cảnh vật im lìm. Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vách, hai đứa mình thức trắng đêm nay. Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vách, hai đứa mình thức trắng đêm nay. Thường thường anh hát với Mai Thiên Vân anh đâu có run đâu. Sao hát với em anh run quá à? Em cũng run. Vậy hả? Vậy thì ôm lại cái nữa cho đỡ run đi.
Cảm ơn Thảo Phương. Và xin quý vị cho Thảo Phương một tràng pháo tay thưa quý vị ơi. Hả? Phương Thảo. Phương Thảo. Ông bắt đền. Phương Thảo, Thảo Phương gì cũng vậy thôi. Dạ, Phương Thảo xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin quý vị cho một tràng pháo tay cho ca sĩ Đan Nguyên. Cảm ơn.